Cho tôi mượn hột quẹt đi. Tôi cần tất cả mối quan hệ của người này. Ý của anh là biết tất cả những người khác sao? Tôi cần biết tất cả thông tin mối quan hệ gia đình của người này. Ok. Ok, tôi hiểu rồi. Số tiền này là tôi ứng trước. Khi nào xong việc tôi sẽ trả đủ. Anh yên tâm, tôi sẽ làm tất cả những việc anh muốn. Của anh đây. Tất cả những gì ở đây có đúng là sự thật không? Anh nói như vậy là xúc phạm tới nghề nghiệp thám tử của tôi rồi đó. Tôi không có ý đó. Anh đừng hiểu làm ý tôi. Xin lỗi anh. Đây, số còn lại. Nếu cần điều tra gì thêm, tôi sẽ liên lạc với anh. Ok. Không cha, không mẹ, không nhà cửa, anh trai thì từng vào tù ra tội. Lý lịch trong sáng.